Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, trong bối cảnh hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe đặc biệt là hỗ trợ điều trị cho các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư trở thành một trong những ưu điểm hàng đầu của mọi gia đình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ y tế, chất lượng và tin cậy. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã khẳng định được vị trí của mình như một địa chỉ đáng tin cậy, không chỉ đối với bệnh nhân ung thư mà còn nhận được sự tín nhiệm từ nhiều tôn giáo và cộng đồng. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ nổi bật với những thành công tiếp nối thành công về phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư mà còn được biết đến với sự ủng hộ và tín nhiệm của các tôn giáo khác nhau, được xây dựng trên nền tảng của lòng nhân ái và sự tận tâm. Phòng khám đã nhận được sự tin tưởng từ các cộng đồng tôn giáo về những giá trị và nguyên tắc mà họ theo đuổi. Sự kết hợp giữa y học hiện đại và những nguyên tắc nhân văn đã giúp phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức tôn giáo. Điều này thể hiện qua việc nhiều tổ chức tôn giáo đã gửi gắm người thân của họ đến phòng khám để nhận được sự chăm sóc y tế chu đáo và chuyên nghiệp. Do đội ngũ các thầy thuốc có kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cung cấp các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao. Quy trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây được thiết kế nhằm đảm bảo sự an toàn, thoải mái và hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân ung thư. Bên cạnh các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư chính, phòng khám còn chú trọng đến việc hỗ trợ tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và chăm sóc tận tình từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên không chỉ giúp bệnh nhân ung thư cảm thấy yên tâm mà còn giảm bớt áp lực và căng thẳng. Sự tin cậy mà phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí nhận được sự tin tưởng từ các tôn giáo và cộng đồng không phải là ngẫu nhiên. Đây là kết quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng, duy trì đạo đức nghề nghiệp và lắng nghe nhu cầu của bệnh nhân. Đem người thân đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ là lựa chọn thông minh về mặt y tế mà còn là sự đảm bảo về sự chăm sóc tận tâm và nhân ái. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để hỗ trợ điều trị ung thư cho người thân của mình, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí chính là một lựa chọn đáng tin cậy. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại đây luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn trong từng bước của hành trình hỗ trợ điều trị ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế chất lượng mà còn là điểm đến của sự tin tưởng từ nhiều tôn giáo và cộng đồng. Với cam kết mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của bạn. Khi cần sự hỗ trợ điều trị ung thư, hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm phương pháp y tế tận tình, tận tâm và chuyên nghiệp nhất. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hiện có các thầy thuốc và nhân viên luôn tận tâm và thể hiện tình yêu thương trong việc chăm sóc hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Kim Quy, 50 tuổi, quê ở An Biên, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân Huỳnh Kim Quy hiện đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn sang các cơ quan khác. Từ 5 năm qua, ông Huỳnh Kim Quy đã sinh sống và làm việc tại thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, lý do mưu sinh từ cái nghề hạ bạc, làm biển, cha truyền con nối. Khi đến phòng khám, bệnh nhân Huỳnh Kim Quy
phải di chuyển bằng xe lăn, tình trạng đau nhức khắp cơ thể khiến ông gặp khó khăn trong mọi hoạt động hàng ngày. Cuộc sống gia đình của ông Huỳnh Kim Huy hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do gánh nặng về bệnh tật. Nhận thấy tình cảnh khó khăn và sự cần thiết có sự hỗ trợ y tế kịp thời, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã ngay lập tức vào cuộc. Với sự tận tâm và lòng nhân ái, các thầy thuốc và nhân viên y tế không chỉ nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng mà còn thể hiện sự cảm thông sâu sắc và sự hỗ trợ cần thiết để giúp đỡ bệnh nhân Huỳnh Kim Huy giảm bớt đau đớn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Những hành động này không chỉ phản ánh tinh thần nhân đạo của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí mà còn góp phần vào việc tạo dựng một cộng đồng chăm sóc sức khỏe đầy tình người. Phòng khám cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân Huỳnh Kim Huy trong hành trình hỗ trợ điều trị ung thư, đồng thời nỗ lực hết mình để mang lại sự an ủi và hỗ trợ cần thiết cho gia đình ông Huỳnh Kim Huy trong thời gian khó khăn này. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mong rằng sự quan tâm và hỗ trợ này sẽ giúp bệnh nhân Huỳnh Kim Huy vượt qua giai đoạn khó khăn và tìm lại niềm hy vọng trong cuộc sống. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón và phục vụ tất cả những bệnh nhân ung thư cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng chân thành. Xin trân trọng. Huỳnh Kim Huy, anh từ Kiên Giang, mới đầu xương mặt với cái hàm, rồi đi bệnh viện ung bướu hai á, khám rồi nói hai người giống nhau rồi thôi, trốn về kiếm thầy, không dám phận, không dám ở lại điều trị xạ trị, nghe nói xạ trị là đi một tháng hai tháng là đi. Để gì ai cũng nói gì ai, hai anh em về luôn. Đi mấy ông thầy lúc nào mấy ông đắp, giờ thở hơi khó. Ăn uống hơi khó, nước uống nước cũng hơi khó. Thì nó hơi khó uống, khó ăn. Chú Hoàng, ông Văn Quang ở Bình Thuận, ông dắt đi giùm. Ông nói chỗ này trị hết rồi, nhiều ca lắm. Đi qua này vòng vòng không biết chỗ nào đâu, đi cấp độ dịch đó, ở trên trận Bình Thuận đi ghe, còn nhau con nó bắn cơm chay cho anh Quang, bởi vì vẫn còn hiện trường vẫn còn bán đi này làm mướn không à, ấy là hai đứa con đứng gái thằng trai với vợ, mới đầu rồi đi ở quê, rồi Mã Lai này kêu bắt bớ không có đi, mình nhảy lên trên Bình Thuận đi ngay dịch ở đó luôn, bây giờ cũng còn ở Bình Thuận 4 năm 5 năm tạm trú gốc ở Kiên Giang, Mã Lai đô mà đi lần 6-7 tháng mới về bờ lần, rồi bắt bớ nữa, rồi không đi nữa. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương.
luôn cho không ăn cây cọ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó,
vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị
đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.